Chào hai Quyền Linh dễ thương. Dạ. Chào quý vị khán giả. À, tôi là Trần Thị Khuyên, 55 tuổi, ở quận Bình Thạnh. 55 tuổi. 55 tuổi. Nhìn trẻ quá ha. Đây là anh dâu. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Con tên là Lê Thị Quyền Trang, con 30 tuổi ạ. 30. Dạ. Hiện tại con là văn thư của một trường mầm non ở Bình Thạnh. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ cũng được 3 năm mà chị, 3 năm mấy rồi ạ. À, chắc dạ. Là mình cũng có cháu rồi ha. Dạ, em có cháu 3 tuổi rồi. Lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình cũng có một số ấn tượng hả? À đúng rồi. Có thể kể cho chương trình nghe được không? À lần đầu tiên á, cô gặp con dâu cô là con trai cô về nói mẹ ơi con quen bạn gái rồi. Hay qua Tết con dắt về giới thiệu cho mẹ. Thì cô nói thôi qua Tết rồi đáng duyên rảnh con dắt về cho mẹ con mắt rồi đám cưới nha mẹ ơi. Cưới cho nên là nó cưới luôn hả? À là trong năm nó đám cưới luôn. Ví dụ tháng giêng nó dắt về thì cô coi mắt xong rồi thấy tháng 4 đám hỏi và tháng 11 đám cưới. Nó ngay gia đình con nó cũng lớn rồi thì cô cũng ham dâu nữa. À thì thấy nó quen nó đàng hoàng hỏi cưới cho nó. Nhưng mà ấn tượng gì cô gái này không? À, lần đầu tiên nó dắt về thì thấy bé cũng dễ thương. Thì cô đang nấu ăn thì nó vô nó cũng phụ này kia nhanh nhẹn nói chuyện quạt bác hai mẹ con rồi nói chuyện với nhau cũng quạt bác rồi thôi thấy cũng mến thì mới thượng lăn xăng nhào lăn xăng nó nhào nó phụ này kia nhưng mà cưới về chưa chắc nó phụ gì đâu. Nó ngay cưới về thì nó cũng phụ nhưng tại vì nó mắc đi làm thấy chưa mới cưới về nó phụ ít hơn đúng không. Nó mới đi làm từ sáng tới đi làm tới tối nó mới về. À, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật nó nghỉ thì ở nhà ví dụ mẹ nấu gì cũng nhào vô phụ mẹ vậy đó. Để ăn xong rồi dọn dẹp nó ngay nó cũng được chứ. Ăn xong cũng rửa chén hả? Rửa chén rồi. Rửa chén của nó hả? Không, nó rửa chén cả gia đình. Nhưng mà có cái điểm nào ở cô dâu mà cô cảm thấy thích liền ngay lần đầu tiên gặp không? Không, cô cũng chưa có ấn tượng gì hết. Mà có cái hơi lùng cô mới nói vậy nè. Cô nói cô nói với anh trai cô nói con ơi bé này mẹ thấy được đó. Nhưng mà có cái hơi lùng cô sợ nữa cháu nội cô nó lùng thôi. Không có lùng đâu. Dạ. Trời không ơi, tại nhà chồng nhà chị cao không mà. À cao hả? Cha mẹ lùng đừng có sợ con lùng. Gen di truyền theo khảo sát của các chuyên gia y tế thế giới thì di truyền chỉ chiếm có 23% thôi. Dinh dưỡng chiếm 32%. Môi trường khí hậu và sự chăm sóc gia đình chiếm 10%, tổng cộng là 77% do các chế độ khác. 23% di truyền không sao cả. Có những cha mẹ rất lùn nhưng con rất cao. Thí dụ như Linh cao có 1m71, con Linh là mới 13 tuổi mà nó bằng Linh rồi đó. Đâu con thấy cao hơn luôn rồi đó. Đừng có sợ, những cái bà mẹ hay chọn dâu là thấy nó lùn quá sợ để con không cao, đừng sợ chuyện đó. Quan trọng là do mình chăm sóc môi trường và chất dinh dưỡng mới là quan trọng. Thì con thằng trai cũng nói vậy. Nó cũng nói với mẹ đừng lo, mẹ đừng lo sợ đâu, đâu dạ. Có lùng đâu. Trời xinh gái à. Xinh gái hả? Quá xinh luôn, xinh hơn Lộc. Ý ơi, xinh lớn nha, nữa Lộc. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, dạ. Chị có ấn tượng điều gì không? Mẹ trẻ, đó là da mẹ rất là đẹp nữa. Đã thấy ấn tượng nhất. Thấy mẹ hiền không? Đó là mẹ hoạt bát lắm. À. Mẹ vui vẻ, mẹ nói chuyện với mình là rất là vui. Tạo cho mình cái không khí là mình đỡ hồi hộp á. Em gái thấy rằng mình hợp với mẹ chồng điều gì? Dạ hợp là kiểu như là đi mua đồ á, hai mẹ con hay hỏi ý kiến nhau. Kiểu như là em con mua cái đó thì con hay hỏi mẹ là có đẹp không mẹ. Mẹ mua cái gì đó thì mẹ cũng hỏi lại là có đẹp hay không. Đi đâu thì cũng hay rủ mẹ. Có điều gì về con dâu mà không hợp với cô? Nó ngày hồi mới về thì hai mẹ con ăn uống không có hợp. Tại vì ngay mình lớn tuổi ăn hơi nhạt nhẽo xíu vậy đó. Dạ. Ở ngay thì chị nấu cơm cho nó ăn không à, làm đồ ăn sẵn không à, ít khi nào để nó nấu lắm. Nó nấu ăn nó vừa miệng. Rồi từ từ tập con từ từ. Ví dụ mẹ ăn vậy vậy đó, con nấu theo cái cách của mẹ cho ba mẹ ăn. Tập con từ từ rồi từ từ nó cũng hợp. Nó với nhỏ, nó với nhỏ lớn cũng đi ăn đi học không chứ có làm gì đâu. Rồi về nhà mình, nó ra mình phải tập từ dạy từ từ cho con. Chuyện gia đình nó có chu tất không? Cũng được, nó ngay nó đi làm suốt rồi về. Chủ yếu là nó lo cho chồng cho con nó là mình mừng rồi mình. Có tổ chức sinh nhật gì cho mẹ không? Sinh nhật thì nó không có tổ chức nhưng mà nó mua quà nó tặng. Có quà là được rồi. Đúng rồi, lâu lâu ấy, ví dụ 8 tháng 3 hay là ngày phụ nữ này kia nọ là ngày sinh nhật của mẹ. Nó mua đồ về nó tặng cho mẹ. Nói tặng cho mẹ con không có tặng cho ba. Có bao giờ mẹ la con dâu không? Thì không có gì mà con nó làm vừa ý thì góp ý thẳng cho nó. Chứ không có la. Ví dụ giờ con làm nó không được, mẹ không thích. Ví dụ cách mà dạy con cái thì con có đứa cháu nội thì bà nội mà có đứa cháu nội đầu tiên cưng lắm thì con bé này nó hay đánh hay la thì hay nói nó con dạy từ từ con làm vậy mẹ sốt ruột mẹ không có thích.
Hai mẹ con gì góp ý qua góp lại hả? Góp ý có buồn không? Dạ, lúc đầu thì cũng hơi buồn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì mẹ la cũng đúng. Cũng đúng. Dạ. Có bao giờ mình ức quá mẹ la hoài, muốn dọn đồ về nhà mình không? Dạ, nói ta không có, chưa lên. Chưa có lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà những lần mà mẹ la như vậy là chắc chắn là hai mẹ con mình có những điều chưa hợp nhau đúng không? Dạ. Ừ. Thường là không hợp nhau ở điểm gì chị hả? Dạ, thường không hợp nhau là do con em nó quậy. Nhiều khi em tức giận lên em quýnh em la. Rồi cái mẹ thấy mẹ sót mẹ la. Nói chung là mọi nguyên do là do bé không à. Chứ em với mẹ thì không có gì hết. Có những kỷ niệm nào đáng nhớ với mẹ chồng không? Dạ có. Kỷ niệm đáng nhớ nhất á, mà em thấy thương mẹ nhất á, là lúc mà có bầu bé, cái lúc mà gần sanh rồi, mà hôm đó là bước vô nhà phòng tắm cái đi ra bị té chú Linh. Xong rồi cái tối đó bị đau bụng, cái mẹ với chồng mới đưa đến bệnh viện. Xong vô bệnh viện bác sĩ kêu là có dấu sinh rồi, bị rỉ nước ói, cho nên là phải nằm lại. Nằm lại rồi lúc đó chừng người bác sĩ vô thuốc xong, cái đẩy vô phòng chờ sanh. Mà lúc đó là do giấc chiều là con bị mệt rồi té như vậy á, không ăn uống được, người rất là mệt, rồi vô thuốc nữa. Cái xong em thở, con thở không nổi, cái mới nằm máy thở oxy. Cái lúc đó bác sĩ có cho người nhà vô thăm á, là có đem đồ ăn vô. Cái mẹ vô, mẹ thấy là nằm dây nhợ tùm lum luôn. Cái mẹ mới khóc, rồi mẹ đứng đó mẹ bóp tay bóp chân. Cái con nghĩ là giống như là mẹ, giống như mẹ ruột của mình vậy đó. Cái con nghĩ lúc đó con nói là dù sau này có giận mẹ gì đi nữa, con cũng phải nhớ là mẹ đã từng lo và chăm sóc cho con nhiều như vậy. Nên con phải nhớ. Có bao giờ con chăm sóc mẹ giống như mẹ từng chăm sóc con? Dạ, nói thật thì chắc là chưa. Có thể là ví dụ lúc mẹ bệnh thì mình chỉ hỏi thăm mẹ hay là mua thuốc cho mẹ uống thôi. Một lúc nào đó nếu có điều kiện hãy chăm sóc mẹ chính giống như là mẹ đã từng chăm sóc mình. Dạ. Để thấy rõ cái tình cảm gắn chặt giữa mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà từ ngày làm dâu đến giờ thì có điều gì ở chị mà khiến cô chưa hài lòng không? Có tánh chị thì nó nóng, đi làm gì mệt thì con bé đeo la thì hay đánh hay la vậy. Cô không chịu vô đó, gì dạy con im nhà im cửa, không thích mà la sùm vậy á. Dạy nói từ từ cũng đít mà nói từ từ nó. Nhưng mà con dâu đánh con trước mặt mình hay là đánh sau lưng mình? Thí dụ như cô lên lầu thì nó đánh ở dưới, còn mà cô ở dưới thì nó đánh trên lầu vậy đó. Ủa vậy sao cô biết? Nó kêu nổi, nó kêu con bé nó lớn rồi, nó 3 tuổi rồi, nó lanh lắm. Nổi cứu con, nổi. Ừ. Rồi lúc bà nội sao chạy lên? Chạy ra cứu liền. nói cứu con. Sốt ruột lắm. Bà nội giống như siêu nhân vậy hả? Kêu nổi cái đội xuất hiện liền. Cái mẹ mới nói mẹ làm gì sao con dạy nó được? Để mẹ dạy cho nó không có hư đâu sợ. Để mẹ dạy cho con đừng chạy, để mẹ dạy cho. Đôi khi là ông bà cũng hay xen vô mấy cái chuyện dạy con cái nữa, là giữa mẹ chồng nàng dâu hay xích mích nhất là cái chuyện đó. Đúng rồi. Mình dung hòa. Đúng là lúc mà mẹ giận á, mà mẹ đánh con, mà bà nhào vô, nhiều khi mẹ giận mẹ la bà luôn á. Chuyện nó có thiệt chứ bộ. Dạ. Thì thấy nó không được vui. Nó không dám nói nhưng nó không được vui. Lúc nhiều nó giận khi... lắm đúng không? Dạ giận lắm. Tại con bé nhà con á, chú Linh nói trời ơi, nó con gái mà nó y như một thằng con trai. Nó rất là hiếu động, nó quậy lắm luôn á. Mà có con cái là nó nói nhiều nữa, với lại hả, cái gì nó cũng mét bà nội hết trơn á. Con làm cái gì nó về nó cũng mét nội nó. Ấy về nó nói với bà nội là bà nội hồi nãy con Trang nó quýnh con vậy. Nó chảy máu luôn à. Nó kể cho bà nội nghe luôn. Nó đỡ thừa con. Nó về nó nó kêu bằng Trang không hả? Tại nó kêu con Trang luôn. Trời ơi. Tại ở nhà chị kêu bằng Trang ấy, nó kêu á. Thì nghe ông nội bà nội hay kêu như vậy á. Cái nó bắt kêu vậy. Cái gì nó cũng mét bà nội luôn. Nhiệt mét. Ngủ chung đừng để ngủ chung hay chồng nha. Mét á. La con vậy có la chồng không? Không. Hai đứa lúc nào la nhau không? Tự nhiên cái kia cũng lớn tiếng này cô bên giật. Nó ngay cô bên giật nó. Dạ. Giật con trai. Nhưng mẹ trong nhà mẹ chưa có chiều cháu, có chiều ai nữa không? Chiều cháu với chiều cô Út đó. Còn cô Út nữa hả? Dạ còn. Còn bé Út đang học lớp 12 á chú. Mẹ có chiều cô Út không? Dạ có. Chiều lắm. Có khi nào mà em nói Út xong rồi mẹ đứng ra bên không?
Thì nhiều khi thấy vậy cái cũng hơi bực bực, cái cũng nói với bé Út xong rồi nói với mẹ. Mẹ cũng nói mẹ biết rồi. Nhưng mà bố cũng vậy thôi. Nhưng mà chị có những cái điều gì mà mình khó nói với mẹ không? Em cảm thấy là giống như bé Út là nó học lớp 12 rồi, nó cũng đủ lớn rồi, nó có thể tự lo cho bản thân nó được rồi. Dạ. Nó là giống như là mẹ hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho mình hơn. Ừ. Tại vì em thấy là mẹ chăm sóc rất là kỹ. Mà nói thiệt là cũng xót, tại vì học rất là nhiều. Thấy học ngày, học đêm, học riết mặt khờ luôn á. Ừ. Nói người mẹ nào cũng vậy á. Đúng rồi. Người mẹ nào cũng vậy. Vừa thương con, vừa thương cháu. Người mẹ nào trên thế gian nghĩ người mẹ nào cũng vậy chứ không phải riêng một mình cô. Dạ. Không? Dạ. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì cô có muốn cô con dâu thay đổi điều gì không? Cô phải muốn nó làm dạy con á, dạy từ từ. Bà nội thì xót cháu. Con á gì bỏ bớt cái tánh mà la con thì kia nọ, bớt cái tánh nóng lại đi. Dạ. Từ từ cho con sẽ cố. Dạ. Ngày hôm nay thì chị có mong muốn mẹ thấy điều gì không? Bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Ủa, có thư chương trình mong muốn là hai người luôn luôn ôm chặt lấy nhau, ôm chặt nhau. Sau ngày nào một hai ngày đó mình tìm cách mình ôm mẹ chồng mình vô. Mỗi ngày trôi qua rất là nhanh với rất nhiều bộn bề công việc. Lúc giận con, lúc giận chồng, lúc công việc gì đó. Nhưng mà nhớ mẹ chồng nàng dâu tranh thủ ôm nhau. Yeah. Để có thể kết thân nhiều hơn nữa ha. Yeah. Chúc mẹ chồng nàng dâu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, yeah, cảm ơn chú.